Dạ, phòng máy chiếc xe bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay tiếp tục chương trình tri ân khách hàng mùa dịch cả nhà. Thì cúc thọ hương này em xả hàng với giá 60.000 một cây nha. Thì bên vườn mai nhà em có rất là nhiều giống, tầm khoảng 30 mấy giống trở lên cả nhà. Thì hôm nay em tiếp tục xả hàng cúc thọ hương nha. Đặc biệt lô này cây vừa khỏe, rễ vừa đẹp nhưng mà với giá chỉ có 60.000 một cây thôi. Cái này 5 cây em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đây, cái lô cúc thọ hương nhỏ nhỏ xinh xinh này. Cây cao tầm khoảng 30 đến 40 cả nhà. Đó, cái củ cái lô này cực kỳ đẹp nha. Đó, đây, giá chỉ có 60.000 một cây thôi. Cái này 5 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cây như thế này ha. Lô này nhỏ nhỏ xinh xinh cực kỳ đẹp nha cả nhà. Đó, rễ nè. Đó, đây, giá chỉ có 60.000 một cây thôi. 5 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, đây, 60.000 một cây cả nhà. Thì lô này em xả hàng chắc cũng được ít thôi, chắc khoảng trăm trăm mấy thôi cả nhà, chứ không có nhiều nha. Đó, nó như thế này nè, lô nó giống vậy nè. Đó, đây, giá chỉ 60.000 cây thôi nha cả nhà. Đó, 5 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Đó, cái lô này thì còn ít chứ không có nhiều nha. Lô này còn chắc là tầm khoảng trăm trăm mấy vậy thôi à. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng Giảo Tuấn Ngọc. Em tiếp tục giảm giá tri ân khách hàng là từ 100 em giảm còn 80 thôi cả nhà. Cây cành cốt rất là mập nha. Loại này về chúng ta lấy bo vô tư luôn. Rễ thì xử lý đủ kiểu cả nhà. Đó, cây nè. Cây nè, cành nhánh nè, cả nhà nhìn thấy ha. Đó, rễ xử lý đẹp lắm. Loại này em bấm đôn rồi cả nhà, cho nên cây lùng lực tán nhiều nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cành nhánh nè. Nó đang ra một cơi đọt nó rất là đẹp luôn. Và Giảo Tuấn Ngọc hoa của nó rất là bự cả nhà. Bởi vì cả nhà nhìn cái lá của nó rất là to nè. Lá to ha. Đây là Giảo Tuấn Ngọc nha. Giá 80.000 một cây nha. 3 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây là hàng cúc vạn thọ cánh xoắn cả nhà. Giá 125.000 một cây. Đó, cây cao tầm khoảng 30 ha, 30 trở lên cả nhà. Đó, nhưng mà nó chưa có cành nhánh nha. Loại này chủ yếu em để dài để cho chúng ta về lấy bo cả nhà. Loại này 125.000 một cây. Thì 3 cây thì bên em cũng sẽ bao xiết cho chúng ta luôn nha cả nhà. Đó, cây nó như thế này. Loại này là từ 50 cho đến 100 cánh cả nhà. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng cúc 150 đây. Giá là 70.000 một cây luôn cả nhà. 70.000 một cây ha. Đó, rồi, giá chỉ có 70.000 một cây thôi. Cái này á, thì 3 cây thì bên em cũng bao ship luôn nha. 3 cây bao ship luôn cả nhà. Cúc 150 cánh ha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng giảo siêu nụ đây cả nhà. Đó, lô này cực kỳ đẹp luôn nha. Ủa, cả nhà nhìn thấy cành nhánh nó rất là xum xuê luôn. Lô này em thấy cây cành nhánh nó xum xuê nè. Ủa, cả nhà nhìn nó ha, tết nó tạo nụ ghê lắm. Nụ chi chích luôn cả nhà. Nó đây, cả nhà nhìn thấy nè. Rễ nè, cành nhánh nè. Loại này em bán với giá là 140 một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng 30. Loại này thì không cao lắm nhưng chủ yếu bộ rễ và cành nhánh thì nó rất là cứng cáp, xinh xê luôn. Đây, đó này cả nhà đang tạo hoa nè. Rồi, giá là 140 một cây nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cây cành nhánh nè. Rồi, 3 cây thì bên em bao ship, 10 cây thì bên em tặng 1 nha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc nhị đỏ nè cả nhà. Cúc nhị đỏ ha, là cúc rai VIP á, hoa rất là to. Loại này em xả giá với giá là 70.000 một cây thôi cả nhà. Đó, đây chỉ có giá 70.000 một cây thôi nha. Cái này á thì cái loại mà nhỏ nhỏ 70.000 một cây á, với hàng 60 rồi cả nhà thì một thùng 5 cây em mới bao ship nha. 10 cây thì bên em vẫn tặng một cho chúng ta luôn. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc quý phi cả nhà. Cúc quý phi, lô này rễ cực kỳ đẹp nha. Giá 100.000 một cây, 3 cây bên em bao ship luôn. Loại này nó rất là dễ tạo nụ quá cả nhà. Nè, cả nhà nhìn thấy. Rồi, em xách sức quần nó luôn. Đó, đây ha, dễ tạo nụ lắm. Nó đang tạo nụ nè. Rồi, và tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây là hàng cúc bi đây. Giá 80, em sale còn 70 nha. Đó, đây, em sale còn 70.000 thôi. Thì giá cũng rất là hữu nghị cả nhà. Nó một thùng thì cũng là 5 cây. Nhưng mà 5 năm một combo 5 loại giống như vậy á cả nhà. Nếu chúng ta mà chúng ta lấy mỗi một loại một giống thì bên em vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta nha cả nhà. Cho nên là cả nhà phân yên tâm về phần đó ha. Chúng ta lấy 5 loại giống vẫn được bao ship nha. Khác nhau vẫn được bao ship. Rồi, đây là cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát. Loại này phải nói nó cho nụ dữ lắm cả nhà.
nụ là phải nói nụ khích rịch luôn á. Cả nhà nhìn thấy nè, mấy cây nhỏ nhỏ này nè, xinh xinh về chơi Tết là chúng ta chơi hoa được rồi nè. Nè, em quay cho cả nhà xem, nhìn cái nút nụ của nó cả nhà thấy không? Đó, thì giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha. Một thùng 5 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc bún lông. Đây, cúc bún lông thì em có hai loại cả nhà. Đó, một cái loại thì gốc to nè, củ nở, cái bầu nó cũng bự nè. Đó, rồi, cành nhánh ở trên đây, chiều cao khoảng 50 luôn cả nhà. Em để nhánh nó rất là dài luôn. Thì loại này là giá là 125 ngàn một cây cả nhà. Và có một cái loại nhỏ hơn nè. Một cái loại nhỏ hơn thì giá 70 ngàn một cây. Đó, cây nhỏ hơn ha, giá 70 ngàn. Thì bên em tùy loại nha, chứ mọi người đừng có so sánh giá, bởi vì tùy loại tùy cây nha cả nhà. Cây đẹp thì giá nó cao hơn xíu, còn cây nhỏ thì giá nó thấp thôi. Chứ đừng thấy ví dụ như cái loại này, đừng có nghe giống, ví dụ giống này ở bên đó bán vậy. Nhưng mà cả nhà phải xem cái cây giúp em nha, bởi vì cái cây ở bên vườn mai nhà em nuôi rất là cứng cáp, rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, rồi đây, lá ngọc cành vàng đây cả nhà, 80 ngàn một cây luôn nha. Em sale còn 70 ngàn luôn, quá hữu nghị rồi ha. Đó. Rồi, nè, cái loại tư lông nhỏ nè, tư lông 70 ngàn nè cả nhà. Đó. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục là cái lô hữu đức hình thú cả nhà. Hình thú, lô này đa số là hình thú nhiều nha, hình thú nhiều cả nhà. Rồi, loại này thì em bán với giá 180, nhưng hôm nay em vẫn tri ân khách hàng với giá là 150 thôi cả nhà. Đó, một thùng 4 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Đã liền cốt 100% nha cả nhà. Cành nhánh nó rất là xum xuê luôn ha. Rồi đó. Rồi, hàng Tân Châu. Hàng Tân Châu á, giá là 190, em sale còn 150 luôn cả nhà. Quá ưu đãi luôn ha. Trong cái chương trình mùa dịch này hôm nay thì bên vườn mai nhà em á, tri ân khách hàng giảm giá tất cả các mặt hàng luôn. Thì đây, cả nhà nhìn thấy cúc Tân Châu nè, nó làm nụ rất là dọ là nhiều luôn. Loại này á, là Tết chúng ta cho chơi hoa đặc luôn á. Bông của nó là 24-36 cánh nha cả nhà. Rồi, và có một loại em tiếp tục xả hàng, chương trình tri ân khách hàng. Loại này em bán 160, hôm nay em sale còn đúng 100 ngàn luôn. Thì bởi vì số lượng nó không còn nhiều cho nên là em sale luôn cả nhà. Loại mà đã lọc liền cốt 3 mùa là giá chỉ có 100 ngàn cây luôn. Đó, sale mạnh luôn nha. Đó, đại lọc 3 mùa sale mạnh, nhưng mà số lượng thì chắc cũng còn vài chục cây thôi cả nhà. Đó, cả nhà cành cốt của nó nè. Đó, một thùng 5 cây bên em bao ship nha. Cả nhà nhìn tạo nụ đây. Trời ơi, thấy ham không? Đó, số lượng có ít thôi nha cả nhà. Đó, cái loại này em sale số lượng có ít thôi. Đó, từ 160 mà em sale còn có 100 ngàn luôn nha. Đó, ai thích đó thì cứ alo em, lô này gom hết về trồng cả nhà. Quá trời lô nụ luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, giảm giá mức tận tận quá trời rẻ luôn rồi nha. Đây cả nhà, đó. Rồi, đó là hàng đại lộc em sale nha. Chỉ còn vài chục cây thôi cả nhà. Giá 100 ngàn một cây. Rồi, tiếp tục hàng cúc VIP đây. Cúc VIP là giá 80, em sale còn 70 nha. Đó, cúc VIP là cái loại mà dễ cho hoa nữa nè. Cả nhà nhìn thấy nụ nè. Đó, rất là nhiều luôn ha. Loại này nhí nhí gì chứ chúng ta có thể chơi Tết được á. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng dạo Đa Phước chơi Tết luôn cả nhà. Từ 80 em sale còn có 70 à. Quá rẻ rồi, một thùng 4 cây bên em bao ship nha. Đó, một thùng 4 cây bên em bao ship. Cả nhà nhìn thấy cây rất là đẹp luôn ha. Rồi, hàng Tân Châu bên đây. Hàng Tân Châu bên đây là giá 80, em sale còn 70. Cây cao tầm khoảng 50 trở lên cả nhà. Nhìn cả nhà nhìn thấy cái cây nè. Rất là nhiều cây, rất là đẹp luôn nha. Rồi, hàng bên đây là hàng dảo lai thơm, bông chùm. Đó, loại này thì nó cũng có mấy nụ rồi cả nhà. Đó, loại này thì từ 80 em cũng sale còn 70 luôn. Quá rẻ rồi cả nhà ơi, nếu ai thích thì xin hãy alo em nha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc cam nè. Cúc cam 100 em sale còn 90. Một thùng 4 cây thì bên em bao ship nha. Đó cả nhà, nhìn thấy rất là đẹp ha. Rồi, cúc cam nha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc tỉ muội, cúc chờ nhau cả nhà. Giá là 125 ngàn một cây. Lô này gốc đẹp, củ nở không nha. Đó cả nhà nhìn thấy nè. Rồi, 125 ngàn cây. 3 cây thì bên em bao ship cả nhà. Rồi, một cái lô hàng nữa đó chính là cúc lá gai, hay là dảo lá gai, hay là dảo Indo á cả nhà.
Đó, đây giả Indo thì loại này em bán với giá là 70.000 một cây luôn nha. Đó, hôm bữa 80, hôm nay em hạ tri ân khách hàng còn giá 80.000, 70.000 luôn. Đó, một thùng 4 cây thì bên em cũng bao ship luôn nha. Rồi, hàng bên đây là hàng Đại Lộc, giảm giá luôn cả nhà ơi, từ 140 mà em giảm còn 120 thôi. Đó, cây liền cốt nha cả nhà, ba mùa luôn. Đó, đây rất là đẹp luôn nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, chương trình vô cùng hấp dẫn nha. Và cái loại này trong chậu xi măng từ 220 em giảm còn 200 đây cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nha, rất là đẹp luôn. Cái thùng này 4 cây thì bên em bao ship nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là hàng bên đây là hàng cút tư lông nè cả nhà. Cút tư lông nha, cút tư lông liền cốt đây. Chắc bà nội ơi, dính gì vậy đây. Đây, cút tư lông. Đây cả nhà, đó, cây nè. Rồi, cái loại này 220 giảm giá còn 200 luôn nha cả nhà. Và cái hàng bên đây là hàng Phú Tân, giá từ 100 em giảm còn 90. Nói chung tất cả các đơn hàng bên vườn mai của chiếc chè bông đều được ưu đãi và giảm giá hết nha cả nhà. Nếu ai thích loại nào thì xin hãy alo cho em nha. Đó, rất là nhiều các mặt hàng nha cả nhà. Xin chào và cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai nhà em ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.